Thưa quý vị, chuyển sang những tin tức cập nhật về tình hình diễn biến của COVID-19 trên thế giới. Tốc độ lây lan của đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại khi Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới của ngày hôm sau cao hơn ngày hôm trước. Riêng tại châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới với hơn 15 triệu ca. Tiếp theo là các khu vực Mỹ Latin và Caribe cùng ghi nhận 12,1 triệu ca và châu Á là 11,5 triệu trường hợp. Dù được phong tỏa toàn quốc lần 2 từ ngày 30 tháng 10 đã phần nào hạn chế được tốc độ lây nhiễm, song ngày mới đây, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu vượt mốc 2 triệu ca mắc COVID-19. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran khẳng định nước này đang dần kiểm soát tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 nhưng chưa sẵn sàng để nới lỏng lệnh phong tỏa hiện nay. Mặc dù số ca mắc mới hàng ngày ít hơn, nhưng số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đã đặt mục tiêu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 1 tháng 12, nhưng không loại trừ khả năng gia hạn lệnh trên nếu không đảm bảo các tiêu chí. Ngày 18 tháng 11, bang South Australia của Australia đã áp đặt lệnh phong tỏa 6 ngày trong bối cảnh giới chức bang đang ráo riết kiềm chế ổ dịch bất ngờ bùng phát ở thủ phủ Adelaide, chấm dứt một tháng không có ca nhiễm mới ở bang này. Theo đó, toàn bộ các trường học, nhà hàng, nhà máy, câu lạc bộ, quán cà phê và các trường đại học sẽ phải đóng cửa. Người dân được yêu cầu ở trong nhà và chỉ ra ngoài thực hiện các công việc cần thiết như mua đồ thiết yếu hay vì lý do sức khỏe. Các đám hiếu hỉ sẽ bị cấm tổ chức và người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản chuẩn bị nâng cảnh báo nhiễm virus SARS-CoV-2 tại đây có xu hướng tăng mạnh. Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, để hạn chế lây nhiễm, chính quyền thành phố Tokyo đang cân nhắc yêu cầu một số doanh nghiệp, nhà hàng cắt ngắn thời hạn hoạt động. Thủ đô Tokyo, thành phố Osaka và một số thành phố lớn khác ở Nhật Bản chứng kiến số ca mới gia tăng trong những ngày gần đây. Trong một diễn biến có liên quan nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhiều khả năng phải cắt giảm thời gian hoạt động, chính phủ Nhật Bản trước đó đã công bố kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp với số tiền hỗ trợ lên đến 50 tỷ yên, tương đương 480 triệu đô la Mỹ. Nội các Thái Lan mới đây đã cho phép Bộ Y tế nước này chi 6 tỷ bạt, khoảng 200 triệu đô la Mỹ và dự trữ 26 triệu liều vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của công ty dược sinh học AstraZeneca của Anh. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan, Anucha Burapatrachri cho biết, số tiền trên được lấy từ ngân sách khẩn cấp dành cho việc mua vaccine hiện đang được AstraZeneca thử nghiệm. Ngân sách này sẽ được phân bổ cho hai đơn vị là Viện Vaccine Quốc gia để phát triển vaccine và Cục Kiểm soát Dịch bệnh để mua sắm và quản lý vaccine. Chính phủ Thái Lan đã chỉ thị cho Viện Vaccine Quốc gia mua vaccine ngừa COVID-19 cho 20% dân số hoặc khoảng 13 triệu người.